robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong một video tiếp theo liên quan tới thử game Beast Swarm. Video lần trước mình đã truyền tải tới các bạn về cái nội dung là P-Quip, những món đồ trang bị cho con ong của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đưa tới các bạn một cái thứ nó cũng sẽ giúp các bạn mạnh hơn. Thì nếu mà tiêu đề giống video trước thì nó bị trùng, cho nên mình sẽ đổi tiêu đề của video này là khi các bạn trang bị cái thứ này vô, tổ ong các bạn sẽ mạnh hơn 50%, tức là mạnh gấp rưỡi. Đó chính là mutation, tức là đột biến. Cái vấn đề đột biến mình đã có truyền tải nhiều video rồi, nhưng mà hình như là chưa có video nào hoàn chỉnh hết. Từ thỏ ban đầu từ game Beast Swarm này ra mắt thì nó chưa có chức năng mutation, tức là đột biến. Hồi đầu tiên chơi game thì rất đơn giản, các bạn chỉ chơi game đi farm mua trang bị, rồi sau này mình có lên cấp rồi mới tới mutation. Mutation xong rồi chúng ta mới tới P-Quip, đó là thứ tự xuất hiện của nó. Cơ bản là cái mutation này bình thường các bạn vẫn thể hóa được một con ong, nhưng mà nó sẽ có 1/1000 cơ hội để random ra một chức năng mutation. Nếu mà người chơi cho nó thêm chức năng radioactive, tức là phóng xạ, tỷ lệ là 1/100. Sau đó các bạn sẽ quăng random nè, Royal Jelly, Moon Charm, Star Jelly, Favorite Treat, cũng như là Bitter Berry. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một item nữa tên là Atomic Treat. Thì cái Atomic Treat này luôn 100% random một chức năng mutation cho ong của mình. Atomic Treat là một vật phẩm khá là hiếm, nó giống như là cái Star Treat vậy. Hiện tại mình đang có 9 cái. Cái này thì trong Bimax dễ kiếm hơn, các bạn sẽ làm nhiệm vụ NPC này kia đó. Nhưng lời khuyên của mình là các bạn không nên sử dụng cái này, mà sử dụng cách truyền thống thôi, làm cho nó radioactive, sau đó sử dụng những item, quăng tới khi nào nó mutation. Tổ mình có 50 con ong và 50 con này mình đều đã cho nó chức năng đột biến hết trơn rồi. Cái điểm nhận biết của nó là bạn thấy cái số level nè, 16, 17 ha. Nó sẽ có một cái màu không phải màu trắng. Nếu mà cái số cấp độ này màu trắng là một con bình thường, còn nếu là một cái màu random thì khi bạn bấm vào con ong đó, nó cho chúng ta thêm một chức năng mutation. Thì cái màu này nó chỉ phân biệt về chức năng đột biến mà nó cộng thêm thôi. Chơi wiki có ghi ha, màu đỏ là cộng thêm chỉ số tấn công, màu cam là cộng chỉ số convert, màu xanh lá cây là cộng chỉ số gather, màu xanh dương là cộng chúng ta chỉ số energy, và chỉ số được coi là hiếm nhất có màu tím, B-Ability Ray. Ở đây mình có thêm một cái B-Ability Ray, nếu bạn vẫn chưa biết cái này có công năng gì. Thì B-Ability Ray nó sẽ tăng cái tốc độ sản xuất ra cái token. Thì Ability Ray này càng cao, thời gian mà sản xuất ra một cái token sẽ càng giảm xuống. Ví dụ chúng ta tốn 20 giây để sản sinh ra một cái token, vậy khi chúng ta có 20% Ability Ray, thời gian sẽ giảm đi 20%, nghĩa là từ 20 giây nó giảm xuống còn 16 giây. Cái việc sinh ra token càng nhanh đồng nghĩa với kỹ năng sản xuất càng nhanh. Các bạn sẽ coi trong cái phần cài đặt có một cái dòng là B-Ability Ray nè, mình là 126%, đó là hơn gấp đôi ha. Ví dụ 20 giây đẻ ra một cái token thì mình chỉ tốn khoảng tầm 8 giây thôi, 8 giây hoặc 5 giây, 6 giây gì đó, với 126%. Cho nên chỉ số Ability Ray này cũng rất là quan trọng cho mọi người nha. Quay trở lại với Radioactive, phóng xạ và đột biến, có một vật phẩm trong game nó tên là Neon Berry. Các bạn sử dụng Neon Berry này quăng vào một con bất kỳ. Ở đây mình có đi YouTube nè, mình quăng vô ha. Ok, nó xuất hiện chúng ta một cái icon. Thì icon này là Radioactive, tức là phóng xạ. Cái phóng xạ này cũng thể random nhá, lâu lâu một vài con ong của mình nó cũng sẽ xuất hiện nè. Như vậy đỡ tốn kém cho mình hơn. Rồi việc cuối cùng còn lại là các bạn cứ quăng một cái số lượng Bitter Berry, Royal Jelly, Moon Charm, Star Jelly. Thường người chơi sử dụng là cái Moon Charm nè và Bitter Berry. Chúng ta không sử dụng cái Royal Jelly và Star Jelly, tại vì những cái đó sẽ làm biến đổi con ong của mình, nó sẽ random ra một con ong khác. Ví dụ tôi đang muốn là random một chỉ số mutation cho con Tap Ruby này, thì đâu thể làm cho nó biến đổi thành một con ong khác được. Mình sẽ minh họa cho bạn xem luôn. Quăng một Neon Berry vô cái con Tap Ruby chỗ này. Con này hiện tại đang có một cái chỉ số mutation đó là 12% tấn công. Những con ong mà chỉ số tấn công khá là thấp, các bạn lựa chọn chỉ số mutation là tấn công thì nó hơi phế. Thông thường thì bốn chỉ số bên dưới nè, Convert Amount, Gather Amount, Energy và B-Ability Ray đều cần cho mọi con ong hết. Còn chỉ số tấn công trên này chỉ nên sử dụng những con ong mà có số tấn công cao thôi. Con Tap Bobby này số tấn công các bạn của nó là 0.5. Khi mà bạn hóa giáp tịch, nó lại giảm đi nữa. Đây chính là cái ô mà khi hóa giáp tịch sẽ có những cái thông số cộng thêm. Một con Tap Bobby bình thường tấn công 0.5 và khi nó hóa giáp tịch, nó lại bị giảm đi 50% tấn công, tức là chỉ còn 0.25. Cho nên rút ra kết luận là 12% tấn công vô con Tap Bobby này là không hợp lý. Ok ha, sau khi đã có được cái Radioactive, mình sẽ quăng tiếp những cái Bitter Berry. Quăng random số lượng nè, 50 đi, fit, vẫn chưa có gì, 50 Bitter Berry, có bộ hơi đen rồi, 50. Sau khoảng tầm 300 Bitter Berry, nó lại cho mình chức năng là cộng 6% tấn công, gì kỳ vậy, 9% tấn công, nản ý. Ok, với lần tiếp theo thử sức thì chúng ta có một chức năng mới, 21% Convert Amount.
Garden và Canvas á mọi người. Garden là khả năng mà nó xoay xoay trên cánh đồng á, nó thu nhặt phấn hoa nha. Canvas là khả năng chuyển đổi ở tổ của mình. Tức là khi bạn full ba lô á, quay trở về chuyển đổi, nó sẽ gom số lượng một lần là bao nhiêu cái pollen để chuyển hóa thành mật ong. Thì cái phần trăm hay là số lượng nó cũng tùy nữa. Các bạn thấy cái nào ok mà cứ xài. Ở đây mình có con tab Bobby thì cái chữ collect này tính là gather. Cái chữ mark hơn đây này tính là convert. Tên gọi chỉ khác thôi, chứ công năng sẽ giống nhau. Nó convert 120 honey trong 4 giây. Thì khi mà bạn có một chức năng mutation là 20%, thì 20% của 120 này nó sẽ tương đương với lại 24. Convert 24 honey. Mutation nó sẽ có hai cái chỉ số, một chỉ số là cộng trực tiếp phần trăm và thứ hai là cộng trực tiếp con số. Đây mình có một cái là 19%, bên đây có một cái là cộng 39 điểm, rồi cộng 35 điểm nè, cộng 21% nè. Như mình nói ha, cái nào cũng được, các bạn cứ quy ra trên con số của con ong đó thì sẽ biết được cái số lượng trực tiếp cộng vô thôi. Và tốt nhất là như mình nè, cứ cố gắng hóa hết tất cả con ong của mình, 50 con là 50 slot, 50 mutation, nó sẽ hỗ trợ quá trình các bạn đi farm nó nhanh hơn. Giống như là khi chúng ta trang bị B-Quip vậy. Rồi nội dung này hơi dài dòng ha, nhưng mà mình đã nói chi tiết cho các bạn về cách mutation, cách mà chúng ta hóa đột biến một con ong. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.